Ơi, lướt phay coi. Ê, trời đất ơi, trời ơi, ghê chưa. Trời ơi, con gái giờ mà thời buổi giờ mà sao mà mạnh dạn dữ vậy nè. Trời ơi, ghê quá. Trời, công nhận nha, giới trẻ bây giờ sao mà bậy bạ hết sức à. Ê, cái áo này sao quen quen quá vậy ta. Chết rồi, cái áo này sao giống áo của Minh quá vậy nè. Đúng rồi. Ơi, còn cái thằng này còn Lâm, bồ của con mình mà. Chết rồi, điều này mà thiên hạ mà nhìn vô coi nó còn thể diện của gia đình nữa không. Con đang ở đâu vậy? Con về đây má biểu coi. Má, con đây nè. Má làm gì má gấp gáp dữ vậy? Coi đi. Ý, trời đất ơi, má ghê lắm nha. Dạo này ha, bày đặt nè, coi ba cái clip nè. Trời đất ơi, ôm nhau rồi hôn nhau. Hay quá ha. Đừng có nói là đang hồi xuân nha. Quái. Gì vậy, tự nhiên đánh con? Coi lại coi. Ý, má. Con với Lâm nè. Ta hôn thì ta đi vô ở trong chỗ nào ta hôn đi, kín đáo đi. Chứ có ai cấm đâu. Mà sao con đâu? Con để đi ra ngoài cái công viên mà đứng bao nhiêu người người ta coi, mà con đem con hôn như vậy con coi được không? Má, có comment nữa nè. Con này con nhà ai mà nhìn quen thế. Tôi mà là má của nó tôi chết đi sống lại. Đồ hư hỏng. Vậy á thì ai còn dám lấy con này nữa. Mấy nhỏ này vô duyên ghê luôn á. Người ta có làm gì đâu mà hư hỏng. Hai đứa chỉ ngồi ôm nhau ngoài công viên thôi. Chứ con có làm gì bậy bạ đâu, má làm thấy ghê quá à. Má đừng có coi mấy cái này rồi suy nghĩ rồi suy diễn tiêu cực. Mà con nói thiệt đó nha, con phải tìm hiểu, con điều tra ra cái đứa nào nó quay cái clip rồi nó phát tán cái clip này lên. Hay quá, còn làm dữ người ta nữa.